DiGioia nhớ lại, ông đã từng đưa một hào cho đội quân cứu tế khi ông 6 tuổi và đang sống ở Los Angeles. Mẹ ông nói rằng, có thể con rất nghèo, nhưng có nhiều người trên thế giới còn kém may mắn hơn con, và bất cứ thứ nhỏ nhặt gì cũng đều có thể giúp đỡ họ. Những lời này luôn ghim trong tâm trí tôi, ông nhớ lại. Happy Life xin chào các bạn. Thật khó để tưởng tượng một người sống vô gia cư có thể đột ngột thay đổi hoàn cảnh của anh ta và trở thành tỷ phú. Nhưng John Paul DiGioia đã vượt lên số phận và trở thành một doanh nhân, tỷ phú và nhà từ thiện nổi danh thế giới với tư cách là một nhà đồng sáng lập dòng sản phẩm chăm sóc tóc và sở hữu một công ty rượu mạnh. Theo Forbes, vị tỷ phú 75 tuổi này hiện có tài sản ròng ước tính là 3,1 tỷ đô la. Một cú nhảy vọt khỏi sự nghèo khó của ông giống như một câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. John Paul DiGioia từng là nhân viên bán dầu gội và sách giáo khoa thông qua việc gõ cửa từng nhà. Năm 1980, ông đã cùng hợp tác với Paul Mitchell và hai người đã biến 700 đô la Mỹ khi ấy trở thành một trong những công ty chăm sóc tóc có lợi nhuận lớn nhất trên thế giới hiện nay. Không lâu sau, công ty của họ bắt đầu hoạt động. Mitchell qua đời do ung thư và DiGioia đã hoàn toàn tiếp quản. Hiện nay, doanh thu hàng năm của công ty là 1 tỷ đô la. Công ty sản xuất rượu mạnh của ông cũng quá đỗi thành công với hơn 2 triệu chai được bán mỗi năm. Nhưng DiGioia không đánh giá thành công của ông dựa trên đồng tiền ông kiếm được. Ông cho biết, tôi đã quá vất vả trong cuộc đời. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được ban phước về tài chính và có thể chia sẻ với mọi người. Ngoài tiền, tôi còn nhận được niềm vui to lớn và sự phấn khởi tột độ. DiGioia nhớ lại, ông đã từng đưa một hào cho đội quân cứu tế khi ông 6 tuổi và đang sống ở Los Angeles. Mẹ ông nói rằng, có thể con rất nghèo, nhưng có nhiều người trên thế giới còn kém may mắn hơn con, và bất cứ thứ nhỏ nhặt gì cũng đều có thể giúp đỡ họ. Những lời này luôn ghim trong tâm trí tôi. Ông nhớ lại, tình thương đã khiến ông tham gia vào nhóm The Giving Pledge cùng với Bill Gates và Warren Buffett, một chiến dịch từ thiện cao cả của các nhà tỷ phú, và DiGioia hứa quyên tặng một nửa tài sản của mình để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, ông cũng thành lập quỹ từ thiện nhằm bảo vệ môi trường, giúp đỡ người nghèo và bảo vệ quyền động vật. DiGioia đã gây được quỹ hàng triệu đô la để hỗ trợ cho 163 quỹ từ thiện trên khắp thế giới, bao gồm một chương trình cung cấp hạt giống và công cụ để giúp các gia đình nghèo ở 6 tiểu bang tại Mỹ chống suy dinh dưỡng, và một tổ chức xã hội bảo tồn động vật hoang dã biển đang phải đối mặt với việc săn bắn trái phép và phá hủy động vật hoang dã ở các đại dương trên thế giới. Quả thật là một con người có lòng bao dung vô hạn. Nhưng làm thế nào để ông có thể duy trì động lực và mở rộng những đế chế từ thiện của mình? Rất đơn giản, vì DiGioia đã nắm rõ 3 quy tắc sau đây. Quy tắc số 1: luôn luôn chuẩn bị tâm lý khi bị từ chối. Trong suốt sự nghiệp của mình, bạn sẽ luôn gặp phải những lời từ chối, DiGioia chỉ ra. Khi bạn gõ cửa, nhiều người có thể sẽ đóng sập cửa trước mặt bạn. Có thể họ không thích sản phẩm của bạn, công ty của bạn hoặc chính bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận ra điều này khi mới bắt đầu khởi nghiệp. Để thành công, bạn phải duy trì sự tự tin và nhiệt tình từ cửa nhà 59 quay lại cửa nhà số 1. Nếu bạn biết điều này sẽ xảy ra và chuẩn bị tâm lý, sự từ chối của người khác sẽ không thể đánh bại bạn. Nó sẽ giúp bạn kiên cường. Ông giải thích, điều quan trọng không phải là bạn bị từ chối bao nhiêu lần, mà là cách bạn vượt qua những sự từ chối và bước tiếp. Biết đâu, phía sau một vùng trời đầy giông bão, bầu trời quang đản và cầu vồng đang chờ bạn ở cuối con đường. Quy tắc số 2: đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là tốt nhất có thể.
Dijoria kiên quyết, luôn luôn nhớ rằng bạn không phải đang bán sản phẩm, mà là đang định hình lại thị trường. Như ông giải thích, hãy làm việc chăm chỉ để phát triển một sản phẩm đẳng cấp thế giới mà người tiêu dùng mong muốn. Hữu xạ tự nhiên hơn, đừng cố bán cho khách hàng của bạn những sản phẩm kém chất lượng. Có thể họ chỉ lầm tin bạn một lần, nhưng bạn chắc chắn sẽ không thể bán cho họ sản phẩm đó hoặc bất cứ sản phẩm nào khác ở lần thứ hai. Ngược lại, nếu bạn cung cấp một sản phẩm chất lượng, phục vụ tận tụy và đều đặn, thì cứ như lại kép, những cố gắng nhỏ nhặt ban đầu của bạn sẽ mang lại thành quả gấp nhiều lần ở tương lai. Quy tắc số 3: làm tốt sẽ tốt cho cả bạn và doanh nghiệp của bạn. Dijoria nói rằng, nếu một doanh nghiệp muốn duy trì hoạt động kinh doanh của mình, họ không thể chỉ nghĩ đến lợi nhuận trong ngày hôm nay. Họ phải tạo ra một cam kết của công ty để có thể giúp đỡ người khác ngay lập tức. Ông giải thích, bằng cách giúp đỡ người khác, bạn đang tạo ra những khách hàng tương lai và tạo cảm hứng cho lòng trung thành của nhân viên. Khách hàng cũng sẽ muốn tham gia cùng doanh nghiệp, dùng thời gian của họ để giúp đỡ người khác, cứu vãn hành tinh và tạo sự khác biệt. Cho đi là nhu cầu sâu thẳm nhất của con người. Nếu bạn cho họ một lý do, một thông điệp, một lý tưởng, khách hàng sẽ không ngại ngần đồng hành cùng bạn. Có ai lại không thích một hành động mua hàng của mình lại đang đóng góp tích cực và trực tiếp đến môi trường sống của họ? Vừa rồi là 3 quy tắc quý giá đúc kết từ cuộc đời làm ăn, kinh doanh của tỷ phú vô gia cư John Von Dijoria. Nếu bạn là một người trẻ đam mê khởi nghiệp hoặc đang ấp ủ những kế hoạch lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng, đây là những quy tắc bạn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để theo dõi những video mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.